Hi, xin tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh kiếm tiền online CTX Hôm trước thì mình có review cho mọi người cái app là đăng ảnh kiếm tiền Sự kết hợp giữa app là Tata và app TTC Cái kèo này là kèo không rét nha Nên mọi người sẽ thấy ít kênh youtube review lắm Mình chỉ thấy hầu như là có kênh mình ra trước Hoặc là một hai kênh ra sau gì đó Nhưng hầu như là sẽ không có kênh nào review cho mọi người kèo này tại vì đây là một kèo không rep nhá. Người ta giới thiệu người ta sẽ không nhận được gì nên người ta sẽ không giới thiệu cho các bạn. Cái app này là cái app đăng ảnh kiếm tiền và nó sẽ là sự kết hợp giữa app TTC Connect và app Tata mọi người sẽ được nhận tiền về cái app TTC Connect buộc mọi người cần phải cây KYC thành công. Cái app TTC Connect thì mọi người mới có thể kiếm được tiền nhá. Thì bạn nào mà chưa chơi, chưa đăng ký thì cái link đăng ký cộng video hướng dẫn mình sẽ để dưới phần mô tả. Mình hy vọng là mọi người sẽ nên chơi nhá, tại vì kèo không rép mà, mọi người sẽ kiếm bằng theo cái độ chăm chỉ và năng lực của mỗi người. Ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy là sau gần một tuần mình chơi thì mình đã kiếm được là 2.942 đồng ACN với cái giá trị tương đương là 103 TTC uh, sắp xỉ 100k và cái kèo này mọi người có thể bán được luôn nhá. Trong nhóm thì đã có bạn thu mua rồi nhưng mình không thu mua tại vì do mình cũng kẹt vốn ý, nên mình không thể thu mua cho mọi người được. Nên mọi người có thể liên hệ với một bạn ở trong nhóm nhá. Mọi người ai mà chưa kết bạn follow với mình thì mọi người hãy tìm kiếm là Xuân và follow. Sau đó thì nhắn tin cho mình bảo mình sẽ add vào nhóm cho mọi... add vào nhóm để cho mọi người có thể tương tác với nhau nhé Ok, mình sẽ ấn vào phần ACN này để cho mọi người xem về cái lịch xả thưởng của nó đó thì ở đây mình mới được trả thưởng này, này. mọi người ba ngày trước này ba ngày trước nói chung là mình chơi mình được trả thưởng là 5 ngày rồi và ngày hôm qua thì mình kiếm được tận hơn uh, một nghìn cơ nhưng ngày hôm nay mình mới kiếm được khoảng 700 thôi tại vì uh, do cái vấn đề tương tác của mình không tốt nên mình kiếm được ít hiện tại thì mình đã truy cập được vào cái app Tata rồi nhá mình sẽ vào phần tra cá nhân này thì mọi người nhớ cái phần hình trạng đại diện của mình này xuân đây này đó, cái mặt của mình đây nhá. Mọi người tiến hành follow thì mình sẽ follow lại. Sau đó thì mình sẽ mọi người sẽ nhắn tin với mình để mình add vào nhóm. Thì ở đây mọi người cần lưu ý một điều để mọi người có thể kiếm tiền nhá. Ở cái phần này danh tiếng này, cái danh tiếng của mọi người càng cao khi mà mọi người like một bức ảnh thì mọi người sẽ cho người ta rất là nhiều điểm hot nhá. Ví dụ người ta đang có 8 9 này, đấy mình like một phát thì người ta đã lên được 20 điểm rồi. Thì nó sẽ phụ thuộc vào cái phần danh tính danh tiếng của mọi người này ở danh tiếng thì mọi người sẽ ấn vào đây thì nó sẽ phụ thuộc là mọi người đăng nhập hàng ngày này bài viết chất lượng cao này và người theo dõi nhá thì nó sẽ lên cái phần danh tiếng của mọi người càng nhiều người theo dõi thì mọi người sẽ càng nhận được nhiều phần danh tiếng cái phần danh tiếng này chỉ giúp bài của người khác lên được điểm hot thôi chứ cái bài các bạn thì lại không nhá nhưng các bạn mới thì mọi người chỉ có không danh tiếng thôi thật sự là khi mọi người tương tác cho mình mình cũng không nhận được gì nhá Mọi người có thể vào cái phần uh, phần này này, kiếm phần dòng thời gian này để mọi người xem bài đăng của người ta nhé. Mình được 13 lượt like và mình kiếm được 635 uh, nổi tiếng. Mình sẽ ấn vào ACN của tôi này. Hôm hôm qua thì mình kiếm được là 746 đồng này. Trong đó là điểm thưởng danh tiếng là 266 này. Điểm thưởng bài viết là 480, mình sẽ ấn vào đây. Thì mỗi bài viết mình sẽ kiếm được khoảng là 69 này khi mà hơn được hơn một điểm nổi tiếng này bài này thì mình chỉ kiếm được là 58 nói chung là mọi người càng nhiều điểm nổi tiếng thì mọi người sẽ nhận được càng nhiều acn mình sẽ ấn vào điểm tương tác nhé hôm nay điểm tương tác của mình được rất là ít mình chỉ được hai bài bài này mình được 3,7 khi mà mình đã thích bài viết này uh, bài này mình được 1,4 ok mọi người có thể nhìn thấy các bạn để kiếm được tận 3,4 điểm nổi tiếng này điểm nổi bật đi 10,8 thì bạn để kiếm được rất là nhiều tiền từ cái ứng dụng này luôn đấy có bạn chia sẻ với mình là trong vòng 2 tuần bạn ấy có thể kiếm được 3 triệu Tại vì uh, khi mà bạn ấy đã chơi được khoảng nửa tháng rồi ý, Thì những cái người theo dõi này, cái điểm nổi tiếng của các bạn sẽ tăng lên rất là nhiều Và sẽ có rất là nhiều người tương tác với các bạn đó nhé và thứ hai thì mọi người có thể vào phần tương tác này thì đây có nhóm của Việt Nam nhé. Nhưng thật ra là các bạn cũng chưa cây KYC được, sau các bạn cũng rất là lười. Mình chỉ thấy bạn voi còi này, mọi người nhìn thấy bạn ấy đang theo dõi tận 1,2k người và bạn đấy rất là tích cực đi theo đi tương tác nhá bạn đấy còn tương tác kinh hơn mình ấy mọi người như này bạn đấy đã được 2,6 điểm nổi tiếng rồi thì chắc chắn là bạn đấy sẽ kiếm được rất là nhiều tiền từ cái ứng dụng này ok một cái ứng dụng khá là hay mắc nhất một ngày mọi người chỉ đăng được 10 bức ảnh và không được đăng ảnh của gái hở hang nhá à, như hôm nay mình có đăng lỡ đăng ấy do cái ảnh đấy ở sẵn trong máy của mình rồi và mình nhận được ngay một cái tin nhắn từ Tata nó gửi về cho mình để mình cho mọi người xem. Hình như là cái tin nhắn đấy nó đang bị xóa rồi, không biết mình nữa tay xóa hay là gì. Ờ, mình đã bị cảnh báo là bạn đã vi phạm nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi á. Nên thật sự là mọi người chơi cái ứng dụng này đăng ảnh gì nó văn minh một chút. Ảnh các bạn được hoặc là những cái ảnh chất lượng cao để thu hút người người nhìn để like cho các bạn thôi. Đó, mọi người có thể xem những cái bức ảnh. Nói chung là mọi người chỉ cần đăng đơn giản và mình đi tương tác. Nhưng thật sự là khi mà mọi người đi tương tác ý, có người trả cho các bạn nhưng có người không trả mình tương tác khá là nhiều nhưng cũng nhận được ít người trả lắm nên mọi người cân nhắc để việc tương tác nhá mọi người lúc đầu mọi người cứ kéo follow mình kéo view về đi sau đó thì uh, khi là kic xong thì mọi người sẽ đăng ảnh và kiếm được tiền thôi mình sẽ giới thiệu cho mọi người một người mua nhá mọi người sẽ vào cái nhóm việt nam này có bạn vệ cẩm này bạn đấy ngày xưa cũng làm một cái kênh youtube thì bạn đấy cũng bạn đấy thu mua luôn cho mọi người nên mọi người yên tâm chiến nhá và cái kèo này là kèo không rép nên mọi người phụ thuộc vào khả năng và năng lực của mỗi người và tội chăm chỉ của một người thôi ờ, thì bạn nào mà chưa chơi thì mình khuyên thật là các bạn hãy chơi đi kèo này khá ngon và trong cái thị trường bất ổn như thế này thì có một kèo mà kiếm tiền ổn định như thế này thì tội gì là mọi người không chơi nhá thì mọi vấn đề gì thắc mắc thì mọi người có thể inbox trực tiếp qua facebook thì mình sẽ hỗ trợ và giải đáp thắc mắc cho mọi người ok bye bye mọi người hẹn gặp lại